Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang ở quốc lộ 13, ở khu phố Đông 3, phường Bình Hòa, quận Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là ba của Hoa cưa hạ khoảng 13 cây sao đã đôn đọt rồi. Ba của Hoa, anh Sang và Cường đang có cái con sông nữa. 13 cây hạ gốc và thêm 2 cây lớn nữa sẽ cưa khớp khúc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cường đang cưa cái phần gốc ở khúc giữa. Ba của Hoa thì cưa gần chót. Cái bờ đất nó hơi nghiêng xuống dưới nên nó dội lên quá nhiều. Hay những cây sao cưa hạ gốc cây sau đằng này rồi mới cưa đằng kia.
nó trượt tới luôn. Chắc có lẽ là gòn cưa mở miệng của cây sao rồi đợi ba của hoa hạ phần gốc hay sao. Rồi hút eo là cắt được. À, đây là bác Sáu. Lần trước thì cũng có nhờ ba của hoa cưa mấy cây sao ở gần cái bồn nước và mấy cây cầu vua nữa. Tại vì cái bậc thềm ở phía mé sông á nó bị hụt. Cái này nó bị cong cái nó đập xuống nó giật lên. Bay qua giấc tường. Lấy dây cột được. Quá trời nghiêng rồi. Mấy cây phía trước thì mấy cây này không biết hồi đó nó né cái gì mà nó nghiêng dữ. Lấy dây nào dây đó cho này. Cắt bớt nhánh để leo lên thấy đường dễ leo. Thấy cục dây có đường dây điện ở phía trong nữa kìa. À, ngay đèn đường. Sang cũng đang leo cục dây bên đây nữa. Dây này cũng nằm sát mắt thường và nằm nghiêng vào phía trong nữa. Chỗ nào công công cắt đại.
Nếu mà xuông thì cắt đo khoảng 4 mét. Dây dùm ba cuốn hoa luôn, sát với hàng rào luôn á, nó nghiêng đè vào hàng rào. Cưa mở miệng cho ba con hoa trước luôn.
lang thang quá anh Hèn, ở đằng đây thì kéo dây. Tiếp tục làm luân phiên nhau luôn, vừa kéo dây vừa leo lên đó, rồi còn cưa luôn, ba con hoa phụ kéo, phối hợp rất là nhịp nhàng và ăn ý luôn. Lụm lại. Anh chỉ thấy anh Thang leo lên trên đó hơi lâu. Trứng, mấy trứng, trứng chim gì trong thời gian chờ đợi leo lên cây để cột dây nữa. Đừng có lụm hai trứng nữa nha anh. Anh mới rớt hai mất tiêu hai trứng rồi còn đâu lắm. Hên quá lần này không có rớt hai trứng. Hên lắm mới gặp chứ đâu gặp hoài à. Thấy anh ấy đó là trứng bồ câu hay trứng cu? Trứng cu đất. Ủa cu đất sao nó nằm trên cây ngộ vậy anh? Đất cu ngói cu tiểu nó khác nhau. Con là cu ở trên sống trên cây mà. Mày biết thì nghe cu đất là ở dưới đất chứ sao trên cây được. Có còn con dây nào không, lôi ra cho anh Sang leo ơi. Có hai cái gọng dây dù là anh Sang dành hết rồi. Có còn công nào anh Cường đưa anh Sang leo hết rồi. Bình thường sư tổ lấy 8 đầu dây cột luôn mà, nay đem 8 gọng dây ra luôn. Cột lần một luôn. Lấy gì lớn ra cho leo. Cột không à.
Ủa anh cho em hỏi tại sao mình không cột mà hơn nửa cây được rồi mà sao cột tuốt trên chi dữ vậy? Cột tuốt ở trên kéo nó nhẹ, kéo điều kỳ khiển cái cây nó đi theo ý muốn mà. Leo lên mệt quá trả lời hút một hơi. Thôi đi, cũng chơi ác. Đừng có nói mà leo lên rồi chứng. Dạ bác Sáu cho con hỏi cưa hàng cây sau này để làm gì vậy bác? Mở đường. Dạ mở đường. Để bắn đường ngay chỗ này hả bác? À, mở đường đây. Dạ. Cái đường lớn. Rồi mấy cái phần cây. Dân. Nhà nước mở. Dạ. Rồi mấy cái phần cây này bác có định làm gì không? Cậu vô mang dục đó chứ làm gì giờ? Dạ. Cậu mang dục chứ chưa biết xài về chưa gì vậy. Dạ. Cảm ơn bác. Cái lộ này nó nông ra được bao nhiêu mét bác? Chỗ đây hả? Tấm cặp đâu đây nè. Wow, nông vô tới trong đó luôn. Trời ơi, rộng dữ. Cái cọc. Mở đường nội bộ đó. Dạ. Quá trời rộng luôn. Không mà nhà nước mở đường á. Dạ. Nhà nước mở đường. Cô bé đang móc đất ở đằng kia kìa. Móc lần lần vô. Dao đang kêu đẻo ba góc kìa nè. Tại vì cái mưa dưới hoặc là tiếp cứ cây á là cái ba cái cát bệnh này nè. Cái nó nhảy vô nó đeo nó tóc vô cái da này. Là mình lấy nó cưa, mình cưa vô là nó sẽ bị lục cái gì trên. Tự nhiên giờ nhớ chú Dũng hả ba? Nhớ mà chú Dũng mà con là con cái là chạy xe hơi dở dư yếu là hay này, lạc đường. Dạ. Xếp này 4 mét, cắt tầm 2. Cây này 4 mét. Tới cái eo đó được. Dạ dạ. Nó cái eo đó được đó. Cái cây thẳng thẳng là lấy thôi. Dạ dạ. Cái cây này con là cây không muốn lấy. Còn cây này nó thẳng nhưng mà lên đó nó bị cái thẹo. Cắt cái đó 4 mét đi. Dạ đúng rồi đó rồi. Bác Sáu tính lấy 4 mét đi sử dụng về cái gì mà lấy 4 mét à, bác Sáu? Làm cột, làm dáng rồi á. Chứ dạ. Này cây sau này nó già tuổi lắm rồi nè. À, mình làm dán mốt giờ nhà gỗ vô lấy dán thì dạ. Tấp cái vô nhà gỗ 8 tỷ hả bác? Tấp giờ dán người ta tấp chân nè, tấp chân nó ấm nó mát lắm, nó giữ nhiệt được. Như là mặt dựng của nó đó, mình sơn bạc ni lên. Dạ, dạ. Rồi mình làm cây cung thợ đẹp lắm. Cây sao này kêu là gọi là cây sao đen nè, cây đen nó quý lắm, tốt lắm, thịt nó tốt. Cây này có mất cái nhà này, mất cái cây này, mất cái chị luôn. Mấy chục cây lận á, dài tới kia mà cắt hết đợt rồi đó. Dạ. Dạ. Cắt. Mất cái hàng sau này là mất giá trị. Cái độ tuổi của cái cây sao này khoảng bao nhiêu năm rồi bác? 30, 30 mấy năm, 30 mấy năm rồi đó. Dạ. 30 mấy năm mà đứa có bao nhiêu đây? Ừ. Nó. Tại vì đất đây là nó sỏi đá mà. Dạ. Cái đạm nó không nhiều cho nên thịt cây nó tốt lắm. Dạ. Chắc. Chắc thịt. Cưa là nhìn là biết liền nè. Dạ. Sốt cây này nó. Cây này rồi giờ còn ngon hơn rõ nữa. Dạ, nó nặng lắm. Đây còn hai xe cẩu á. Cái cây quê mà cắt cây về là nước nó nhiễu rồng rồng. Vậy là nước, nó dùng nước. Là không có nước luôn. À, đó là dùng nước. Này khô gan. Cho nên cây này nó lâu lớn lắm. Rồi cái này đi, anh biết là cái này là mũ cao su. Cưa trên mình phước rồi nó nhiễu đầy mình đầy cổ chứ còn nó nhiễu lên tay em ha. Ủa cao su là có tuổi nó muôn lỗ nó vô cưa mà sao mình cưa? À, cái này có cái anh chừa lại làm cái nọc tiêu. Mà mình đốn gốc thì không còn cái nọc tiêu trên bắt buộc phải leo lên trên đó đó. Leo trên ngọn. Cắt đầu cái gì? Dạ, dạ. Mà kêu mấy anh ở trên Bình Phước mới làm biến. Mấy anh leo cũng giỏi nhưng mà anh làm biến thì là hô cưa vậy là lâu kiếm tiền. Tại không có ăn sản phẩm, không có mau khai sản phẩm. Còn mình thì cái gì mình cũng làm hết trơn á. Cho mình cho nên mình làm vậy chứ không phải là thợ chạy. Mà tại vì là thợ chơi tiền ít. Không phải, giờ tới mười mấy cây cưa cũng pha hồ cưa. Dạ dạ. Nhà thầy chợ quá trời. Dạ, có một anh kia nữa kia là kêu cho cái gì địa chỉ anh gửi qua tặng một cái máy cưa nữa. Để tại vì thấy nhóm trong nhóm có những cái máy trục chặt á. Rồi mấy người đó là người ta cũng cầu chúc cho mình làm cái cưa ở nước ngoài nó rẻ lắm, thể người ta cho anh ok. Dạ. Nhưng cái quan trọng là tiền gỡ thì cứ đúng rồi. Dạ. Cứ mất tiền nặng lắm, tính ký. Dạ. Hồi đó bác cũng có đi buôn đồ nước ngoài á, đồ nhập khẩu. Đó là khi mà mua ký bán con đó. Dạ. Dạ. Ừ, rồi. Nó đi container nó rẻ, bây dạ. Giờ cũng mắc lắm. Dạ. Dạ. Bây giờ hết ăn là hồi xưa là lời lắm bây giờ. Cái cước phí nặng quá, vận chuyển nặng quá cho nên mình không còn lợi nhiều. Mình lại có phân à. Dạ ba, hồi nãy cái có người nào điện thoại nói chuyện nghe nói là tặng chiếc xe đạp cho bé Ngọc hả ba?
mới đây hả? Dạ. Không phải là tặng dây là xe đạp mà gồm mày đấm dỗ. Dạ. Mình nói là về quê là tại vì cái anh ở Sài Gòn. Dạ. Mà anh về quê hương mình. Dạ. Là ngay chỗ nhà của cậu Mặn cậu Tèo á. Dạ. Là ở bên Mỹ Mỹ Thuận á, mày mời về đang ngưỡng mộ là kêu mấy đứa con luôn qua chơi luôn. Rồi ông có phần quà mà để là bữa nay là đám giỗ ông nhà vợ cho nên dạ. Phát nguyện là cho một là 10 kg gạo với thùng mì dạ. Để làm một phước để hồi hướng cho cái ông già vợ mất đi đó dạ. Để được phước rồi cho nên là nói là coi còn ai ở nhà không để qua đó là ông gửi cho một phần quà dạ. Của cái ba mới nói là hết ở nhà chỉ còn một đứa nhỏ mới tới 6 tuổi nên chưa biết chạy xe dạ. Rồi, nhỏ quá sao chạy được thôi vậy nó đạp gì nói chứ không là đạp xe dạ. Dạ. Bây giờ nó nghe là tam sao thất bổn là vậy đó. Vợ nó anh ơi cho nó nghe nè cái hả em trời chạy ào ào vô cái đầu tắm rửa sạch sẽ vô anh vô anh làm giùm tôi này coi tưởng đâu cái chuyện gì không quả gì tam sao thất bổn mà vậy đó nghe là đằng này nói đằng khác thôi mình nghe là nghe được nghe tôi gõ gà từ đầu tới đuôi mấy cường lắm nó nói nghe sư tổ cái câu nói cuối á mới được câu kết của sư tổ mới chốt lại ủa còn về vợ đốt mấy bộ đồ luôn hả cường đi cao su về đốt luôn hả chưa đốt giờ không có đốt mà ngang đốt rồi YouTube đốt mà ngang đốt tiêu rồi còn anh Sang thì vợ đốt hai bộ đồ luôn sống lên đồ đen rồi nó nhẹo vậy nè cái giặt không ra nè muốn nè ba của Hoa còn tiếc cái áo này nó dày dính lại mà áo này là áo người ta tặng là mình phải kỷ niệm chừng nào mà mặc mình gấp thì thôi nó dính nó nhẹo nè đó nhẹo vô nè còn này giặt rồi đó nó nhẹo vô nè còn cái đôi giày của cô Tường Vi thì giờ khỏi nhìn ra đôi giày giờ nó đắp thêm một mớ cao su nó chắc lâu hơn lắm nha nhà bởi vì mấy đứa hù đốt này cháy dễ cháy lắm dạ công nghiệp này nó áo áo nước mà mặc được hay nha mình có cái tật mà áo nước không được khoảng 15 cây mà cưa được hơn phân nữa rồi cưa được 8 cây rồi bây giờ cũng trời đứng nắng rồi nên nghỉ trưa bên kia là cái đường bờ rào nữa có lưới B40 ngăn chặn ở phía dưới cho đất đừng lở và có thể là sẽ làm bờ kè nữa đường đang làm nên nước cũng rất là đục sình nổi lên. Thôi Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.